Cà phê Racer cao cấp Honda Hawk 11 chính thức ra mắt, mạnh 100 mã lực. Honda Hawk 11 mang thiết kế cà phê Racer tân cổ điển, thay thế cho CB1100 đã bị ngừng sản xuất. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng thì Honda đã chính thức ra mắt Hawk 11, mẫu xe mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới tại triển lãm Osaka Motorcycle Show 2022 nhằm thay thế cho CB1100 đã bị ngừng sản xuất. Cũng vì thế chỗ cho CB1100 mà Honda Hawk 11 mang trên mình phong cách tân cổ điển với kiểu dáng cafe racer, đặc trưng bởi bộ ốp đầu Monza. Trong khi đó, các chi tiết ốp thân ại được thiết kế tối giản, đồng thời sử dụng khung xe khá giống của Africa Twin. Các điểm nhấn đáng chú ý trên xe có thể kể đến đèn pha dạng tròn, đèn định vị LED và ốp chrome bóng xung quanh. Nhìn từ phía trước, Honda Hawk 11 mang đến cảm giác hiện đại nhưng vẫn có nét cổ điển. Phía trên đèn pha là kính chắn gió nhỏ, trong khi gương chiếu hậu tròn gây chú ý với thiết kế đặt phía dưới ghi đông và đèn xin han được bố trợ ở hai bên. Mang kiểu dáng cafe racer, nên Honda Hawk 11 được trang bị cặp tay lái clip-on bố trí thấp và yên xe một mảnh. Honda Hawk 11 sử dụng bộ giảm xóc sâu ESF FBP ở phía trước. Hệ thống phanh dùng kẹp phanh Nissin 4 Piston kết hợp cùng đĩa phanh kép đường kính 310mm. Dựa theo thông tin trên bảng đồng hồ, Hawk 11 có nhiều chế độ lái khác nhau, cùng với đó là các thiết lập về công suất, kiểm soát lực kéo cũng như lực phanh động cơ. Đúng như các thông tin đã đăng tải trước đó, Honda Hawk 11 thừa hưởng động cơ từ mẫu xe Adventure Africa Twin. Theo đó, cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là động cơ xi lanh đôi, dung tích 1083cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 100 mã lực tại tua máy 7.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 103 nanomet tại tua máy 6.000 vòng trên phút. Đi kèm sẽ là hộp số côn tay 6 cấp, hoặc tùy chọn nâng cấp hộp số ly hợp kép DCT. Ngoài thừa hưởng động cơ, mẫu cà phê Racer Hawk 11 cũng có chung một số tiện ích thiết thực giống Africa Twin, bao gồm sưởi tay lái, hỗ trợ giữ ga, hệ thống ga điện tử với nhiều chế độ, ABS cảm biến góc nghiêng với các thiết lập khác nhau, kiểm soát độ hẫng bánh trước. Các thông tin trên sẽ được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số có khả năng kết nối Bluetooth. Cũng nhờ đó mà người lái có thể truy cập các tính năng của điện thoại như cuộc gọi, tin nhắn, đa phương tiện ngay màn hình này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ video cũng như bình luận góp ý để kênh của chúng tôi phát triển ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Let it go, let it go. Let it go. Let it go. Let it go.